giá trị của producer Dương Ca tại Rap Việt mùa 3. Từ một cái tên ít nổi bật, producer Dương Ca đã chứng minh mình chính là bệ đỡ vững chắc cho những tiết mục ấn tượng của đội huấn luyện viên Big Daddy tại Rap Việt mùa 3. Trước thời điểm diễn ra Rap Việt mùa 3, producer Dương Ca không phải là cái tên nổi bật. Nguyên nhân là do 1989 S Entertainment đã không có những hoạt động quảng bá khiến producer này dần bị quên lãng bởi khán giả đại chúng. Việc anh trở thành người sản xuất âm nhạc cho đội huấn luyện viên Big Daddy cũng không nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên chỉ sau vòng 2, Dương Ca bỗng nổi lên như một trong những producer nổi bật nhất với những đoạn beat có chiều sâu, phù hợp với việc diễn live và hỗ trợ rất tốt để các thí sinh tỏa sáng. Đến vòng 3, nam producer tiếp tục nhận về nhiều lời khen với đoạn beat cho Hurricane. Một khán giả viết, phải dành thêm một lời khen cho team làm beat của anh Dương Ca vì quá hay. Đoạn đầu bài rap của Hurricane nghe chiến, rồi mấy đoạn sau của Hurricane lời quá hợp beat dâng trào cảm xúc người nghe. Có thể nói, producer Dương Ca đã tạo ra những bệ đỡ vững chắc giúp các lyricist như Hurricane, Tết có thể tạo ra sự bùng nổ với giá trị nguyên bản của dòng nhạc rap, các bộ vần. Ở phần thi của Tết, theo như đoạn clip được producer Chris Ngô đăng tải, producer Dương Ca đã sử dụng âm thanh của 1 triệu tiếng vỗ tay cùng lúc, giúp ca khúc trở nên epic, mang đậm tính trình diễn ở những sân vận động lớn. Điều này giúp Tết dễ dàng áp đảo các thí sinh còn lại trong bảng đấu. Còn với Originus, đoạn beat của producer này giúp nam rapper khoe được khả năng làm hook ấn tượng. Double Thuti khẳng định producer Dương Ca đã giúp thí sinh này có một bài hát để đời. Đội huấn luyện viên Big Daddy đã lộ diện 5 thí sinh ở vòng 3, và cả 5 người đều tạo ra những dấu ấn nhất định. Trong hành trình tại Rap Việt mùa 3, cùng với huấn luyện viên Big Daddy, producer Dương Ca đang chứng minh được giá trị của bản thân khi so với những producer trẻ khác.